Được
với các vị Bồ Tát ở trong quá khứ. Thì ở trên cuộc đời này đó, khi mà chúng ta có gặp những khó khăn gì thì các vị Bồ Tát đều giúp. Cho nên chỗ này đó là chúng ta gọi là trồng căn lành là các Đức Phật, hay là chúng ta có một cái mà quen biết được với các Đức Phật và Bồ Tát thì chúng ta tu nó dễ. Còn người nào mà ở trong kiếp quá khứ tạo nhiều nghiệp ác, cho nên tạo nhiều nghiệp ác cho nên nó thường là làm bạn với chúng ma. Làm bạn với chúng ma thì ở đây chúng ta biết đó. Thứ nhất là ngũ ấm ma, rồi thứ hai là phiền não ma, rồi thứ ba đó nó tới thiên ma. Thì trong cái lúc đó đó, chúng ta kiểm lại xem coi trong nhiều kiếp về trước là chúng ta có làm bạn với ma. Cho nên cái ma thứ nhất này là chắc chắn là chúng ta có rồi, gọi là ma ngũ ấm, tức là mang cái thân ngũ ấm vô thì cái mối quan hệ giữa ta với tất cả các loại hữu tình có ngũ ấm thân này, cái này là nó có sự gắn bó với nhau rồi. Cho nên chúng ta đã thường hay gặp cái ma ngũ ấm này nó nhiễu hại. Nên ma ngũ ấm đó thì tất cả các Phật tử nếu nghiệm chút thì thân sắc ấm ma đó, có nghĩa là cái thân này đó, chúng ta thường hay đau yếu rồi đói khát khó khăn với cái thân này, nó hoành hành chúng ta đó, đó gọi là loại ma thứ nhất. Tại nên người sanh trên cuộc đời này mà có một cái thân thể khỏe mạnh đó, và đồng thời đó, không bị đói khát thành hạ, thì cái trường hợp này đó coi như là chúng ta vượt qua tam quá loại ma này. Còn nếu mà chúng ta vừa ốm yếu bệnh hoạn mà lại vừa đói khát thì trường hợp này chúng ta bị ma chi phối mà. Còn nếu được một ở trong hai ấy, thì nó đỡ đi một chút thôi, nhưng mà vẫn bị chi phối. Tức là thân chúng ta khỏe mạnh nhưng mà chúng ta bị đói khát hoành hành thì bị một ở trong hai. Hay là cái trường hợp thân chúng ta đau yếu nhưng mà thuốc men thực phẩm đầy đủ thì nó cũng được. Còn có người đau yếu nhưng mà lại là không có thuốc men để chữa, không gặp thầy, thì trong kinh dược sư nói thì cái người này nó coi như là hoàn toàn bị ma chi phối, và ma này là ma sắc ấm. Rồi ngoài cái này ra nó còn cái thọ tưởng hành và thức ma này. Nên cái thọ là gì? Ma thọ tức là cái cảm giác chúng ta. Khi ta có cái thân này rồi đó, thì chúng ta có một cái cảm thọ. Mà cảm thọ đó thì Đức Phật nói với chúng ta đó, có hai cái thọ quan trọng, một là lạc, hai là khổ. Tức là vừa ý và không vừa ý, cái cảm thọ. Cho nên nếu mà ta bị một ở trong hai cái này chi phối, hay là chúng ta bị cả hai cái chi phối, thì này ta bị ma chi phối. Đây gọi là ma ngũ ấm nhiễu hại chúng ta. Tại vì cái lạc thọ chúng ta, khi chúng ta gặp được những người bạn tốt, chúng ta có những cái thức ăn ngon, chúng ta có cái chỗ ở sang trọng, cái này là lạc thọ. Nhưng mà trong cái lạc thọ này đó, thì cũng là ma, tức là kéo chúng ta vào. Nên những người mà ăn mặc ở sang trọng đó, khi mà gặp khó khăn chút đó, là phiền não họ liền sanh. Cho nên con người đó, thường ở thái cực này rớt qua thái cực kia rớt lại. Khi sung sướng đó, thì tạo nghiệp. Rồi khi mà nghiệp tới rồi đó, thì cái hoàn cảnh nó sẽ xấu thì ta khổ. Cho nên Đức Phật nói là hết khổ thì tới vui, mà hết vui thì khổ. Cho nên tới cuối cùng người ta gọi là vui ít mà khổ nhiều. Khi chúng ta ở đây là chúng ta bị cái loại ma này chi phối. Đó là trên bước đường tu. Cái thọ ấm ma này chi phối. Rồi chúng ta gì nữa? Chúng ta tưởng tượng ra. Chúng ta tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng ra cái kia. Nhưng mà tưởng với thực tế nó khác lắm. Ở nhà chúng ta nghĩ cái gì? Rồi khi ra đường chúng ta gặp cái gì? Hai cái này thường trái nghịch với nhau.
Cho nên lý tưởng và thực tế thì không bao giờ gặp nhau, ít có bao giờ gặp. Nên trên bước đường tu đó, cái người tu được là sao? Cái lý tưởng họ với cái thực tế đó, hai cái này gắn liền nhau. Nên bây giờ cái lý tưởng của thầy là xây dựng chùa Uy Nghiêm, nhưng mà thực tế đó thì thầy xây được chùa Uy Nghiêm, hai cái này gắn liền với nhau. Còn lý tưởng là trong đầu mình cứ nghĩ mình xây cái chùa kiểu này, xây chùa kiểu kia, mình làm cái kiểu nọ, nhưng mà trên thực tế thì mình không làm được, cho nên này khổ. Tới hai cái ấm ma sao cùng là quan trọng nhất, đó là hành quẩn ma và thức quẩn ma. Thức quẩn ma tức là cái sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Tại vì do cái nhận thức sai lầm mà dẫn tới bao nhiêu cái khổ trong sanh tử luân hồi. Đức Phật nói là ở trong ba cõi không có sanh tử, nhưng mà vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt, cái khổ đó thì gốc của nó là hành quẩn và thức quẩn. Do cái tạo tội sai biệt, do cái nhận thức sai lầm, tất cả những này dẫn tới cái cuộc đời đau khổ của ta. Cho nên ta nghiệm, ta thấy tất cả mọi người sanh trên cuộc đời này thì có thể nói là 99% là bị cái ngũ ấm ma ngăn che. Nên phá được cái này không phải dễ. Phá được cái ngũ ấm ma này không phải là dễ. Cho nên khi mà Đức Phật đắc đạo đó, Ngài mới nói ra 8 cái điều giác ngộ của Ngài. Tức là Ngài giác ngộ, tức là Ngài phá được. Nên có một câu gọi là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm dương. Tức là phá cái ma ngũ ấm này không phải dễ. Nhưng mà phá được cái này mới thành Phật. Cái hàng thượng căn là chỉ cho Phật thì làm được chuyện này, không bị ma nhiễu hại. Chúng ma không có nhiễu hại. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đây là không tự phá nổi cái ấm ma này, không tự phá nổi cái phiền não ma này. Phiền não thì tất cả các Phật tử đều biết rồi. Thu gọn ra ta lại là buồn, giận, sợ, lo, phải không? Tham muốn. Cho nên tham muốn rồi nó không được thì lại buồn. Người làm trái ý ta là giận. Gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta lo. Những cái người hung dữ ta sợ. Cho nên con người thường thường bị cái này gọi là phiền não. Cho nên tâm lúc nào bất an. Nên tâm chúng ta luôn luôn bất an. Thì bây giờ đó, đối với những cái người mà như thế đó, may mắn chúng ta gặp Phật ra đời, có Đức Phật ra đời. Thì khi mà có Đức Phật, ta nương vào Đức Phật thì chúng ta mới phá được cái phiền não và ấm ma được. Tại vì ta gần gũi Đức Phật là một người mà trọn lành công đức lớn, cho nên cái đức của Đức Phật nó che chở được ta, làm cho chúng ta an. Vậy có Đức Phật ngồi đây thì cái trường hợp đó ác ma không dám tới. Hay nói một cách mà dễ hiểu, nếu mà có một cái vị lãnh đạo nhà nước cao mà ở tới thăm cái chùa ta đó, thì tất cả những cái xấu, cái xì ke, ma túy, những cái cướp giật đi hết chứ. Tại sao vậy? Là tại vì có một cái lực lượng công an người ta đã bố trí. Chỗ nào có các vị mà lãnh đạo nhà nước tới đó thì thầy nghĩ chỗ đó an ổn. Thì ở trong thế giới vô hình, chỗ nào mà có Đức Phật tới đó thì chắc chắn là chỗ ta an ổn. Ta được gần Đức Phật thì tất cả các cái loại ác ma không thể phá được. Cho nên khi mà có Đức Phật ra đời thành Phật đó, thì người ta tu hành đắc đạo dễ. Là tại vì ma không phá được. Tại có Phật ở đâu thì có Thiên Long Bát Bộ tới giữ gìn, cho nên ác ma phải tránh xa. Bảo là tà ma ngoại đạo theo hơi gió tránh xa, nghe thôi là sợ rồi, chạy rồi, trốn rồi. Còn nhiều đời chúng ta làm bạn với ma, cho nên lúc bây giờ chúng ta ở chỗ nào thì ma tới chỗ đó.
cái người mà có cái phiền não và có cái nghiệp chướng, có cái trần lao, thì những cái người này là gặp nhau chứ. Nên ta để ý chúng ta thấy, ta là những người nhiều chuyện đó, thì khi mà họ đi tới chùa đó, họ thường tập hợp nhau để họ nói chuyện này chuyện khác. Còn những cái người tu hành đó, mà thích yên tĩnh, thì lại người ta tìm gốc cây nào đó ta ngồi. Cho nên cái người mà thiệt tâm tu hành, ta muốn được yên tĩnh mà lại ta gặp cái ma phiền não này nữa, tới ngồi bên ta khổ, này gọi là ma nhiễu hại. Thế bây giờ ta ngồi đây ta muốn nghe pháp, nhưng mà những người chung quanh ta đó họ muốn nghe, họ bàn chuyện này, họ nói chuyện kia, thì chính cái này làm nhiễu hại ta, làm khổ là chính thân ma. Thì trên bước đường tu này của chúng ta đó, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp đã tạo ra ác nghiệp rồi, cho nên thường là chúng ta sống với ma, chỗ nào chúng ta tới thì lại có ma kéo tới để gây rắc rối khó khăn, thì làm sao chúng ta tu được. Cho nên ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, đó là người mà quyết tâm tu, cái người quyết tâm tu mà bị các loại ma này tới quấy nhiễu, cho nên các loại ma tới quấy nhiễu ta, thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã dùng sức thần thông của mình, dùng cái sức thần thông của mình đó, mà ngăn chặn ma không cho phá. Tức là một đó, là ta ở chỗ này thì các ngài ngăn chặn không cho ta tới. Nếu mà tới đó, thì các ngài chặn ngoài cửa, các ngài đuổi đi. Giống như là trường hợp mà những cái chỗ hội họp quan trọng đó, thường thường thầy tới, thầy dự đó, thì thầy thấy người ta kiểm tra an ninh ở ngoài rất chặt chẽ. Kiểm tra an ninh, những người lôi thôi đi tới sao cho vô, không cho vô. Cho nên chỉ có đại biểu mới vô được thôi, còn lại tất cả những người khác đó, thì đuổi đi. Con giữ chúng lại là chỗ này, chặn lại chứ không cho vô đây phá. Mình ở đây thì mình không có cái cơ quan an ninh để giữ ngoài cổng, cho nên mình tin là Phổ Hiền Bồ Tát sẽ giúp mình trong chuyện này. Tất cả các loài ác ma tới đây thì xin ngài giữ nó lại ngoài cửa mình cho vô. Mà ngài đã hứa như vậy. Nên con giữ chúng lại, dùng sức thần thông làm ma pháp tâm hộ trì diệu pháp. Đây là cái điều quan trọng. Nếu mà chúng ta tu đúng với chánh pháp của Đức Phật thì tất cả các loại ác ma này biến thành là pháp lữ để hộ trì chúng ta. Cho nên trên bước đường tu nên thầy kinh nghiệm rồi, thầy thấy này đó. Cho nên cũng là con người đó, nhưng mà mình tu hành đúng ở trong chánh pháp đó, thì người này đã trở thành pháp lữ giúp mình. Nhưng mà khi nào mình phạm phải những cái sai trái đó, cũng chính những người này đó lại phê phán chỉ trích mình và gây khó khăn cho mình. Thì trên cuộc đời này thì tất cả những người này hết. Bây giờ chúng ta tu đúng pháp đây, cho nên tất cả những người này tới đây ngồi nghe pháp và yên lặng và tu tập. Nhưng mà khi chúng ta sai pháp ấy, thì những người này nó sẽ nổi dậy. Những người ngồi trước mặt thầy đấy có thể nổi dậy chứ, có thể gây gổ chứ, có thể làm chuyện xấu. Cho nên cái lực Phổ Hiền gia bị tới thì biến ác ma thành ra pháp lữ. Nhưng mà nghiệp chúng ta sanh khởi thì biến pháp lữ thành ác ma. Nên giờ trước ấy, chúng ta thấy gặp gỡ với nhau trong cái đạo tình, nhưng mà giờ sau có thể tranh cãi với nhau chứ, hơn thua. Thì chúng ta coi như thế này: ma biến thành pháp lữ, pháp lữ biến thành ma. Đây là tiếng người tu là sao? Nhận ra được khi nào pháp lữ biến thành ma thì chúng ta biết khi đó chúng ta tu sai. Khi nào ma biến thành pháp lữ thì chúng ta biết khi đó chúng ta tu đúng. Trên bước đường tu, thầy trải qua một thời gian dài thì có cũng người đó. Nhưng mà bữa nay binh giật mình mà ngày mai nói xấu mình thì lúc đó tại ai? Tại mình chứ.
hay tại ta chứ đâu phải tại những người đó. Người đó cũng bên vực ta mà người đó cũng nói xấu ta. Thì như vậy đó, là khi chúng ta đúng thì họ bên vực, khi chúng ta sai thì họ chỉ trích, chỉ nói chuyện bình thường. Đó là trên bước đường tu, nhờ cái chúng mà chúng ta biết được á, mình đúng hay sai để mình tự sửa mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi nào chúng ta phạm phải sai lầm nhiều thì chúng ta sẽ bị sự chống đối nhiều. Ta biết lúc đó lực của huyền không gia bị tới. Cho nên Ngài dạy chúng ta thêm cái gì? Trong vòng 21 ngày tu gia hạnh. Không được nữa đâu. Đây, bây giờ đại chúng đây đó, nổi loạn lên rồi, phải không? Đại chúng nổi loạn rồi. Mà khi mà chúng nổi loạn thì chúng ta nghĩ gì? Ta nghĩ là trấn áp thôi, phải không? Khi mà chúng nổi loạn rồi thì chúng ta trấn áp nó. Chúng ta la lớn, chúng ta chửi mắng, chúng ta đánh đập, phải không? Để cho nó sợ đến thôi. Thế này được không? Chúng ta càng làm bao nhiêu thì nghiệp chúng ta càng khởi lên nhiều bấy nhiêu. Mà nghiệp ta càng khởi nhiều thì cái việc khó khăn tới với ta nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta rõ ràng lắm. Nhưng mà lúc đó chúng ta biết cái này lỗi tại ta rồi, biết lỗi tại ta rồi thì thôi bỏ. Cho nên cái khi mà thầy ra làm đạo đó, mà thầy thấy biến xấu thành tốt, thầy biết là lực Phổ Hiền gia bị tới. Cho nên cứ như vậy mà mình làm thôi, chắc chắn tốt. Nhưng mà thấy trong cái hoàn cảnh đáng lẽ tốt nhưng mà dục biến thành xấu, thì thầy biết ác ma tới quấy nhiễu mà Phổ Hiền can thiệp rồi, cho nên bỏ. Tức là bỏ. Nên trên bước đường tu là phải biết đó, là chúng ta bỏ việc nhưng mà chúng ta không bỏ tâm đó. Còn người dạy đó thì bỏ tâm mà giữ việc, cho nên cuối cùng tâm hư việc mất. Tâm chúng ta phiền não nổi dậy, nghiệp chúng ta sanh rồi, thì bây giờ công việc nó cũng sẽ hư theo thôi. Thành ra càng cố giữ bao nhiêu thì nó lại càng tệ hại ra bấy nhiêu. Cho nên chúng ta bỏ việc mà giữ tâm. Đó là trên cái bước đường tu. Thì lúc đó Ngài dạy em ta sao? Nên bỏ việc đi mà trở về chuyên tu trong 21 ngày. Trong 21 ngày là ba thất. Mà ba thất đó đặc biệt nhất là từ ngày vía Đức Phật Di Đà thành đạo cho tới Đức Phật Thích Ca thành đạo. Cái khoảng này là khoảng mà tốt nhất thành. Tức là 17 tháng chạp cho đến mùng 8 tháng. 17 tháng 11 cho đến mùng 8 tháng chạp, đúng 3 tuần lễ. Thế nên 3 tuần lễ này là 3 tuần lễ thành Phật. Thế nên 3 tuần lễ này 3 tuần lễ 17 tháng 11 cho đến mùng 8 tháng chạp. Cho nên mùa này là cái mùa tu gia hạnh của đạo tràng. Thế nên nỗ lực tu ở trong mùa này là tốt nhất của chúng ta thể cảm được. Thì trong kinh đó, Ngài Phổ Hiền nói nếu mà chúng ta đó, chúng ta nỗ lực tu ở trong 3 tuần như vậy đó, thì chúng ta sẽ có những cái điểm lành xuất hiện. Đó là trên bước đường tu. Ta nói người tu mà nỗ lực á, thì sẽ có cái điểm lành xuất hiện. Thế trong đó điểm lành thường là gì? Nếu khi chúng ta nỗ lực, chúng ta tu, chúng ta từ bỏ cái thế giới vật chất, chúng ta phát triển cái đời sống tâm linh của mình, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện. Ta nói Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện, tức là xuất hiện trong giấc ngủ của ta. Cho nên chúng ta nằm mơ thôi chứ không phải là thiệt. Cho nên bây giờ nếu chúng ta ngủ, ta dục ta thiếp đi, nên ta thiếp đi thì ta lại thấy Phổ Hiền Bồ Tát tới. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát tới đó mà hoặc là làm bạn đồng học với ta để chỉ cho chúng ta một vài việc gì đó mà bình thường chúng ta không biết được. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nghiệm ra thầy có hay gặp những cái này. Thế trong khi mà chúng ta tu gia hạnh như thế này nữa, mọi việc ở trên cuộc đời này đôi khi khó khăn mà chúng ta không tự giải quyết được. Mà bây giờ chúng ta nhiếp tâm, chúng ta tu trong 21 ngày này mà nhờ căn lành của ta, cho nên tự nhiên Bồ Tát Phổ Hiền tới với chúng ta, mách bảo chúng ta trong giấc mơ. Trong giấc mơ chúng ta thấy.
Cho nên trong giấc mơ chúng ta thấy được cái điều này, thì bây giờ nó trở ra thực tế, nó xảy ra cũng giống như là cái chúng ta thấy trong giấc mơ. Cái này là chư thiên mách bảo hay là Phổ Hiền Bồ Tát mách bảo. Cái người có căn lành mới có cái này. Còn người mà không có căn lành ấy, thì có tu gia hạnh nhưng mà cái này không thấy, không tới. Mà thường là chúng ta hay gặp ma. Gặp ma nó xuất hiện trong giấc mơ chúng ta. Cho nên ma nó xuất hiện trong giấc mơ thì nó gì? Nó quấy nhiễu nhiều hơn. Tại tâm ta không thanh tịnh mà đồng với nó, cho nên nó quấy nhiễu nhiều hơn. Rồi đôi khi đó nó cũng giúp chúng ta một vài việc nhỏ. Cho nên có những người họ tới là thưa với thầy là cái trường hợp nhờ ma nó mách bảo như vậy mà sáng hôm sau họ mua số đề họ trúng phải không? Có những người này tức là ma nó mách cho trong giấc mơ rồi để mình đi trúng số. Cái này đáng sợ lắm. Như vậy đó là giữa mình với ma nó có một cái gì quan hệ đây, quan hệ vô hình. Cho nên người này chắc chắn đó chết rồi là ma thôi. Tức là giữa ma và ta nó có cái gần gũi. Cho nên người chết là ma, ma sanh lại, ít kiếp sanh lại làm người. Cái chuyện này bình thường. Cho nên những người này với ma là thường hay có cái gắn bó. Đây trên bước đường tu chúng ta vậy. Có là làm bạn với ma. Nên trong đạo tràng chúng ta ai có làm chuyện này. Tức là làm bạn ma, cũng nhiều khi nó biết. Nó cho chúng ta biết chuyện này, cho chúng ta biết chuyện kia. Nhưng mà phần nhiều là phiền não. Đây là cái việc quan trọng mà chúng ta phải thấy. Chư thiên mách bảo chúng ta. Khi mà chúng ta gặp được chư thiên, tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta gặp chư thiên. Tâm chúng ta tham lam thì chúng ta gặp ác ma thôi.